dây chun một phân này, một dây chấm bi này. Các bạn đặt dây chun xuống dưới, chấm bi trên. Chúng ta đặt ke. Chúng ta sẽ kéo chun dưới trước. Chiều dài 60 cm. Sáu mươi gặp đôi là 30 đấy. Bây giờ chúng ta vuốt phẳng. Sau đó chúng ta sẽ chặn hai đầu vào. Đây là cặp chun này, cặp chun có giãn. Chun vào một chiếc kim to. Kim này chúng ta xỏ hơi khó nên các bạn sẽ làm như sau. Đặt sợi chỉ chun lên đúng vào lỗ kim. Chúng ta lấy kim nhỏ sâu sang kim to. Chúng ta chính xác vào điểm giữa. Công đoạn này nó kỹ thuật hơi cao. Đó, các bạn nhìn thấy qua chưa? Khi đưa qua này chúng ta sẽ hất ngược ra ngoài. Đây là chỉ chun cho nên nó sẽ hơi to một chút. Các bạn lấy cho tôi độ dài khoảng 30 cm. Sao các bạn cắt thắt lơ. Luôn một đầu vậy. Đây, đây phần cạc chúng ta vừa làm. Các bạn sẽ lấy điểm giữa này. Thì chúng ta chặn nơ ở đây thì nó sẽ không thấy vết này. Và nhưng mà các bạn sâu thôi. Một hạt to đến một hạt nhỏ này.
Khi các bạn thấy độ dài đủ rồi thì chúng ta sẽ vòng đằng sau, cặp sau các bạn nhé. Đây cặp sau này. Để vòng từ trong này. Sau đó các bạn thắt lút cho tôi. Lùi kim lại này. Chúng ta sẽ đi chặn nơ vào đây. Đẹp chưa các bạn? Dài 18-19 nữa được các bạn. Cắt chéo tới hai đầu. Bạn thấy chéo đẹp chưa? Khi được vần chéo này thì chúng ta sẽ sắm hai cái này vào nhau. Chúng ta sẽ buộc chiếc nơ như sau, cầm hai bên này, quàng và buộc. Chúng ta đã hoàn thiện rồi. Chúng ta chặn vào điểm này, chặn theo cặp trước, để che đi phần chung của chúng ta. Đây, chúng ta xong chiếc quần rất là đẹp và đáng yêu. Các bạn hãy cho tôi một like, một share, subscribe để nhận video mới nhất của mình nhé các bạn. Đây chiếc quần có hạt ngọc trai này, có dây có giãn, dây chun các bạn nhé, rất là đẹp luôn. Trông đơn giản là rất dễ làm, các bạn có thể thấy đây. Xin chào và hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Goodbye.